Sáng nay, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam đã tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 14. Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế chính sách để báo chí quân đội phát huy tốt vai trò trách nhiệm của mình, góp phần xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị. Hiện các hoạt động diễn tập, huấn luyện và học hỏi kinh nghiệm đang được các thành viên Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 2 tích cực triển khai. Hiện tình trạng kẹt xe đang ngày càng trở nên trầm trọng ở phía Nam thành phố Hồ Chí Minh bởi nhiều dự án làm cầu, mở rộng cầu để giải tỏa áp lực giao thông từ khu vực phía Nam lưu thông vào trung tâm thành phố vẫn đang rất chậm trễ. Duma Quốc gia Nga thông qua dự luật ngừng thực thi hiệp định INF. Kính chào quý khán giả và các đồng chí đang theo dõi bản tin thời sự 20 giờ của kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam. Vừa rồi là những nội dung sẽ có trong bản tin ngày hôm nay, thứ tư, ngày 19 tháng 6 và ngay sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam đã tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 14. Thay mặt đoàn, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch đã thông tin về kết quả kỳ họp Quốc hội vừa qua đến các cử tri. Sau 20 ngày làm việc, Quốc hội khóa 14 đã hoàn thành nội dung chương trình kỳ họp thứ 7. Kết quả kỳ họp tiếp tục khẳng định trách nhiệm, sự nỗ lực, quyết tâm cao của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ và các cơ quan, tổ chức hữu quan trong chuẩn bị, tiến hành kỳ họp, bảo đảm hoạt động của Quốc hội ngày càng dân chủ, công khai, minh bạch, gắn bó với nhân dân, được nhân dân giám sát chặt chẽ. Quốc hội cũng đã xem xét quyết định thông qua 7 luật và cho ý kiến 9 dự án luật. Trong đó, các dự án luật quốc phòng quan trọng như Luật Lực lượng dự bị động viên, Luật Dân quân tự vệ sửa đổi. Bên cạnh đó, Quốc hội đã xem xét báo cáo của Chính phủ, đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018 và tình hình triển khai thực hiện những tháng đầu năm 2019 và giao Chính phủ khẩn trương sửa đổi, bổ sung quy định về xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trong đó cần tăng cường chế tài xử phạt nghiêm các trường hợp sử dụng ma túy, rượu bia, chất kích thích khác khi điều khiển phương tiện giao thông. Phát biểu tại hội nghị, Đại tướng Ngô Xuân Lịch đánh giá cao ý kiến tâm huyết trách nhiệm của cử tri và khẳng định các ý kiến này sẽ được xem xét giải quyết thỏa đáng, kịp thời trong thời gian tới. Đồng thời đề nghị cấp ủy chính quyền nhân dân và lực lượng vũ trang tỉnh Hà Nam tiếp tục nỗ lực thực hiện nghiêm đường lối chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, triển khai tích cực các biện pháp phát triển kinh tế xã hội, chăm lo cho các đối tượng chính sách, người có công, đoàn kết thống nhất khắc phục khó khăn, xây dựng địa phương ổn định, phát triển. Đại tướng Ngô Xuân Lịch mong muốn cấp ủy chính quyền nhân dân tỉnh Hà Nam tiếp tục theo dõi, động viên cán bộ, sĩ quan quân đội và công an thực hiện tốt nhiệm vụ, cảnh giác trước những âm mưu chống phá của các thế lực thù địch nhằm chia rẽ mối quan hệ đoàn kết gắn bó máu thịt giữa quân đội, công an với nhân dân. Nhân dịp này, Đại tướng Ngô Xuân Lịch đã tới thăm tặng quà các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn trong lực lượng quân đội và công an. Chiều nay, đoàn công tác Bộ Tổng Tham mưu do Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu đã đến thăm nắm tình hình một số đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Cùng tham gia đoàn công tác có Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng. Thăm Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Ninh Thuận và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Thuận, Thượng tướng Phan Văn Giang đã kiểm tra tình hình địa bàn nơi các đơn vị đứng chân, tình hình thực hiện nhiệm vụ, kết quả công tác sẵn sàng chiến đấu, công tác vận động quần chúng, công tác trinh sát và phòng chống ma túy, tội phạm cũng như kiểm soát hành chính. Làm việc với tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận, Tổng Tham mưu trưởng Phan Văn Giang cảm ơn tỉnh Ninh Thuận đã tạo điều kiện thuận lợi để các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn hoàn thành tốt nhiệm vụ, đặc biệt là kết hợp hiệu quả giữa nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng an ninh với phát triển kinh tế xã hội, tìm kế mưu sinh lâu dài, vững chắc cho nhân dân các dân tộc tỉnh Ninh Thuận. Thăm Trung đoàn Không quân 937, Sư đoàn 370, Thượng tướng Phan Văn Giang động viên đội ngũ phi công, kỹ thuật viên hàng không của đơn vị luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, niềm tin vào vũ khí trang bị, tận tâm với công việc để giữ cho máy móc luôn ở tình trạng kỹ thuật tốt nhất.
Hôm nay, Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum đã tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 14 tại xã Đắc Tư Can, huyện Tumarong, tỉnh Kon Tum. Tại buổi tiếp xúc, đại diện đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum đã thông báo những kết quả chủ yếu của kỳ họp thứ 7 và một số hoạt động của đoàn tại kỳ họp vừa qua. Các cử tri đánh giá cao kết quả kỳ họp Quốc hội với nhiều nội dung quan trọng trong công tác lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Trên tinh thần nghiêm túc, thẳng thắn, cử tri xã Đắc Tư Can đã kiến nghị với đoàn đại biểu Quốc hội Kon Tum nhiều vấn đề, trong đó tập trung vào việc tiếp tục xác định cây trồng hàng hóa chủ lực có tính bền vững, đem lại giá trị cao để phát triển kinh tế, ổn định đời sống, đẩy nhanh việc hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, các chính sách xã hội hỗ trợ phát triển sản xuất, giáo dục, tạo điều kiện sinh hoạt cho bà con giáo dân, nâng cao trình độ cho cán bộ cơ sở là đồng bào dân tộc thiểu số. Trong chương trình, Thượng tướng Lê Chiêm đã tặng 11 suất quà cho các em học sinh đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã làm tốt mọi công tác chuẩn bị cho đại hội, nhất là các hoạt động đạt được mục đích, yêu cầu, nội dung, phương pháp, chương trình. Đây là đánh giá của Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị tại Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang quân khu 4 giai đoạn 2014-2019 vừa diễn ra. Đây là đại hội được Bộ Quốc phòng chọn làm trước để rút kinh nghiệm chỉ đạo toàn quân trong thời gian tới. Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 4 phải thường xuyên tổ chức tốt và gắn kết chặt chẽ phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang quân khu với phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, với học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động phát huy truyền thống cống hiến tài năng xứng danh bộ đội Cụ Hồ. Thi đua thực hiện có hiệu quả một tập trung, ba đột phá, thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, chung tay vì người nghèo. Tinh thần thi đua phải được thể hiện ở công việc hàng ngày bằng năng suất, chất lượng, hiệu quả cao nhất. Phong trào thi đua với 3 khâu đột phá phải hướng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, đồng thời khắc phục có hiệu quả các khâu yếu, mặt yếu của từng cơ quan và đơn vị. Chiều nay tại Hà Nội, đồng chí Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, người phát ngôn của Chính phủ, đã chủ trì buổi gặp gỡ các cơ quan truyền thông báo chí nhân dịp kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Cảm ơn các cơ quan truyền thông, đội ngũ người làm báo cả nước đã có nhiều cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ thông tin truyền thông về hoạt động chỉ đạo điều hành của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ. Đồng chí Mai Tiến Dũng đã nhấn mạnh, trong bối cảnh đất nước còn nhiều khó khăn thách thức, những kết quả quan trọng ấn tượng đã đạt được trong đầu năm 2019 là nhờ sự đồng tâm nhất trí, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, của các cấp, các ngành, toàn quân, toàn dân. Trong đó không thể không kể đến vai trò quan trọng của báo chí, của truyền thông. Báo chí đã làm tốt nhiệm vụ thông tin tuyên truyền, phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, phản ánh thực tiễn chính sách trong đời sống, là cầu nối quan trọng giữa chính phủ với người dân và doanh nghiệp. Năm 2019 là năm tăng tốc bứt phá để hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm, giai đoạn 2016-2020. Vì vậy, công tác thông tin truyền thông tiếp tục đòi hỏi cần phải được đẩy mạnh hơn nữa. Đồng chí Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục phát huy vai trò tiên phong về thông tin tuyên truyền để tăng cường sự thống nhất về tư tưởng hành động của cán bộ đảng viên, củng cố niềm tin của các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội, khơi dậy niềm tự hào để xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh. Nhân kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, hôm nay Trung tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, dẫn đầu đoàn công tác Tổng cục Chính trị đã đến thăm chúc mừng Bộ Thông tin và Truyền thông, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam và một số cơ quan báo chí quân đội. Thay mặt lãnh đạo Tổng cục Chính trị, Trung tướng Đỗ Căn cảm ơn, đánh giá cao Bộ Thông tin Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam và các cơ quan thông tấn báo chí đã thường xuyên quan tâm thông tin, tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng quân đội, bảo vệ Tổ quốc, đồng thời mong muốn các cơ quan quản lý báo chí, các cơ quan thông tấn báo chí tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị để nắm chắc tình hình, kịp thời trao đổi, cung cấp thông tin chính xác nhất, góp phần định hướng dư luận. Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị luôn tạo điều kiện tốt nhất để các cơ quan thông tấn báo chí tác nghiệp, tham gia tuyên truyền về các sự kiện lớn do quân đội chủ trì tổ chức, công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, xây dựng hình ảnh bộ đội Cụ Hồ ngày càng sáng đẹp qua từng việc làm cụ thể. Tới thăm chúc mừng các cơ quan điện ảnh quân đội, tạp chí văn nghệ quân đội, tạp chí văn hóa quân sự, tạp chí quốc phòng toàn dân và báo Cựu chiến binh Việt Nam. Trung tướng Đỗ Căn đề nghị, thời gian tới, các cơ quan báo chí quân đội cần triển khai sắp xếp tinh giản bộ máy, coi trọng công tác đào tạo,
xây dựng đội ngũ cán bộ làm báo có năng lực, trình độ, phẩm chất đạo đức, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ. Đổi mới hình thức, tuyên truyền có chiều sâu và hiệu quả, tôn chỉ mục đích, góp phần cùng hệ thống báo chí cả nước, tích cực đấu tranh chống tiêu cực, phòng chống tham nhũng, chống diễn biến hòa bình, chống quan điểm sai trái, tuyên truyền về xây dựng phát triển kinh tế xã hội ngày càng phát triển, xây dựng quân đội vững mạnh toàn diện. Trong những năm qua, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế chính sách để báo chí quân đội có thể phát huy tốt được vai trò trách nhiệm của mình, góp phần xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị. Với việc thực hiện thành công đề án hiện đại hóa các cơ quan báo chí quân đội, nhiều cơ quan báo chí đã dần được trang bị hệ thống trang thiết bị hiện đại phục vụ công tác làm báo, qua đó đã đạt được những bước tiến mới, ngày càng khẳng định được vị trí là những đơn vị báo chí truyền thông đáng tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Ngày 19 tháng 5 vừa qua, nhân kỷ niệm tròn 6 năm kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam chính thức lên sóng, Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội đã tổ chức lễ bấm nút truyền dẫn phát sóng truyền hình Quốc phòng Việt Nam từ trụ sở mới tại 165 xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội. Trụ sở mới cao 22 tầng, có 7 trường quay, 8 phòng thu âm và các không gian kỹ thuật phụ trợ, có thể đảm bảo tốt về không gian sản xuất cho những chương trình phát thanh truyền hình quan trọng, quy mô lớn. Các phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên của trung tâm hiện đã làm chủ được các công nghệ phần mềm, thiết bị mới, sẵn sàng đưa ra nhiều chương trình mang tính chất sáng tạo, đổi mới hơn. Với cái hệ thống âm thanh, ánh sáng, sân khấu, màn hình LED hiện tại như thế này, thì tất cả ekip chúng tôi phải làm việc lại với nhau để tạo nên được những cái format ấn tượng hơn, độc đáo hơn. Từ cái chất lượng phòng thu như vậy thì đã đáp ứng được những cái mong mỏi, những cái dự định của chúng tôi, đó là hiện đại hóa các cái chương trình, làm sao tăng cường được cái tính tương tác đối với lại khán thính giả. Cũng trong tháng 5 vừa qua, báo Quân đội Nhân dân đã chính thức triển khai thực hiện mô hình cơ quan truyền thông đa phương tiện theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Đây là sự kiện quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới có tính toàn diện của báo Quân đội Nhân dân. Việc phát triển theo mô hình cơ quan truyền thông đa phương tiện là phù hợp với xu hướng phát triển khoa học công nghệ và thông tin, truyền thông thế giới, từ đó phát huy thế mạnh trong việc chủ động cung cấp thông tin chính thống, định hướng dư luận xã hội. Vừa rồi là chúng tôi đã quyết định và đã được Bộ trưởng phê duyệt là thành lập cái ban video và audio. Chúng tôi cũng đã thành lập phòng phát hành và truyền thông trên cơ sở là khi sắp nhập bộ phận tổ chức sự kiện vào phòng phát hành quảng cáo. Chúng tôi đang phấn đấu trở thành cái mô hình toàn dọn hội tụ. Còn với các đơn vị báo chí thuộc quân khu hoặc cấp quân binh chủng, mặc dù chưa được triển khai đầu tư hiện đại toàn bộ, nhưng với sự hỗ trợ từ Bộ Quốc phòng cùng cơ quan đơn vị chủ quản, các cơ quan báo chí này cũng đang dần hiện đại hóa trang thiết bị phục vụ làm báo. Bên cạnh đầu tư trang thiết bị, các báo tập trung đầu tư vào yếu tố nhân lực, nâng cao tay nghề cho từng phóng viên, biên tập viên. Trước cái đòi hỏi yêu cầu ngày càng cao của báo chí ấy, thì chúng tôi tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ phóng viên ấy, là phải đa phương tiện. Thứ nhất là phải viết được, thứ hai là quay được, thứ ba là chụp được. Đấy, bên cạnh đó chúng tôi nâng cao cái chất lượng tác phẩm để tuyên truyền trên kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam, trên báo Nhân dân và các cái đài báo của địa phương. Hiện nay toàn quân có 56 cơ quan báo chí, trong đó 11 cơ quan báo chí có báo điện tử với nhiều phiên bản ngôn ngữ như tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Lào và tiếng Khmer. Thời gian tới, bên cạnh việc đầu tư hiện đại trang thiết bị phục vụ làm báo, báo chí quân đội tiếp tục thực hiện hiệu quả quy hoạch báo chí theo đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Nhận được sự quan tâm của các cấp, báo chí quân đội sẽ tiếp tục phát huy vai trò là cơ quan ngôn luận của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và phấn đấu trở thành một bộ phận báo chí chuẩn mực của nền báo chí cách mạng Việt Nam. Đổi mới sáng tạo từ nội dung cho đến hình thức thể hiện các tác phẩm, các chương trình, đó là nhiệm vụ quan trọng mà bất cứ một cơ quan báo chí quân đội nào cũng hướng tới. Trong thời gian qua, có những chương trình, có những nội dung đã trở thành thương hiệu của các cơ quan báo chí quân đội, như các chuyên trang, chuyên mục về phòng chống diễn biến hòa bình, chống tự diễn biến, tự chuyển hóa.
Nội dung này đã góp phần đấu tranh, ngăn chặn, hạn chế sự tác động của quan điểm sai trái, thông tin xấu độc, làm cho toàn quân, toàn dân phấn khởi, tin tưởng, đóng góp trí tuệ, công sức thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược của Đảng, nâng cao dân trí, bảo vệ và phát huy bản sắc truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Trong thời gian tới, đây vẫn sẽ là nội dung quan trọng mà báo chí quân đội chú trọng tuyên truyền. Trong chuyên mục Chống diễn biến hòa bình của báo Quân đội Nhân dân là hàng loạt các phóng sự phân tích, lập luận sắc sảo, liên tục bám sát dòng thời sự, tập trung vào những vấn đề nóng mà các thế lực thù địch thường xuyên lợi dụng để xuyên tạc, chống phá như dân tộc, tôn giáo, nhân quyền, tự do ngôn luận, vai trò lãnh đạo của Đảng. Các tác phẩm đã thể hiện tính bút chiến cao, tính định hướng rõ nét, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái phản động, vạch trần âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch. Chúng tôi đi vào những cái vấn đề bức xúc của cuộc sống đặt ra, bám sát vào những cái yêu cầu nhiệm vụ tuyên truyền của Đảng, Nhà nước và quân đội giao cho, đặc biệt là đã bám sát và đấu tranh kịp thời với lại những âm mưu thủ đoạn xuyên tạc của các thế lực thù địch. Và những âm mưu thủ đoạn đó thì chúng ngày càng tinh vi, ngày càng phức tạp, và việc tuyên truyền bây giờ không dừng lại ở những vấn đề lý luận nữa, mà chúng tôi đi sâu vào thực tiễn. Đồng thời chúng tôi cũng tìm ra những cái mô hình, những cái cách làm hiệu quả để đấu tranh với những cái quan điểm sai trái của chúng. Được thể hiện dưới hình thức talk show hoặc phóng sự, mỗi tuần một số, với những phân tích bình luận của các chuyên gia, ý kiến của người dân và những minh chứng câu chuyện cụ thể từ thực tiễn đời sống. Format nhận diện sự thật của kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam, chương trình truyền hình chuyên biệt duy nhất về đấu tranh chống diễn biến hòa bình, đã giúp khán giả nhận diện một cách rõ ràng các âm mưu thủ đoạn, cách thức chống phá của các thế lực thù địch, qua đó tạo sức đề kháng để người dân có thể chống lại những thông tin xấu độc trên mạng xã hội. Lên sóng từ năm 2016 đến nay, qua hàng trăm số, chương trình đã tạo được dấu ấn riêng trong lòng khán giả trong và ngoài quân đội. Khi mà chúng ta xác định được là trong thời gian gần đây có những vấn đề thời sự, có những vấn đề mà các đối tượng thù địch, những cái đối tượng xấu họ đang xoáy sâu vào để họ chống phá nhà nước ta, chống phá Đảng ta và chia rẽ cái khối đại đoàn kết toàn dân chẳng hạn. Thì trong số những cái nội dung thời sự đấy, mình sẽ chọn vấn đề nào để mình làm? Đấy chính là cái vấn đề mà chúng tôi rất là suy nghĩ. Bởi vì là nếu như chúng ta làm không khéo thì lại quay ngược trở lại PR cho những cái trang mạng xấu, những cái trang mạng mà người ta hay gọi là lề trái. Đó là một trong những cái format chương trình phản ánh để nhận diện được cái diễn biến hòa bình của các cái thế lực thù địch phản động, qua đó tạo niềm tin cho cái thế hệ trẻ chúng tôi, và đặc biệt là đối với bản thân là người cán bộ anh chị, là bồi dưỡng niềm tin cũng như qua đó để tiếp tục là công tác tuyên truyền giáo dục cho bộ đội. Trước thủ đoạn ngày càng tinh vi của các thế lực thù địch, công tác tuyên truyền phòng chống diễn biến hòa bình của các cơ quan báo chí quân đội cũng có nhiều đổi mới, từ nội dung cho đến hình thức thể hiện. Bên cạnh loạt bài phản ánh, phân tích, bình luận, đánh giá là các bài viết phóng sự nêu gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh với tinh thần lấy xây làm chính và lấy xây để chống, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực, đã góp phần định hướng tư tưởng, tạo hiệu ứng xã hội sâu rộng, hướng người dân vào những giá trị chân thiện mỹ. Các cái thông tin truyền tải trên báo phòng đã có một cái sức lan tỏa rất lớn, vừa là động viên, khích lệ cán bộ chiến sĩ vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, và thứ hai là cũng là những cái điển hình để tạo ra các cái tấm gương để cho các đơn vị, cán bộ chiến sĩ và người dân nói theo. Phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động tuyên truyền các luận điệu xuyên tạc, thù địch chống phá nước ta là cuộc chiến đầy khó khăn, thử thách. Nhưng với những nỗ lực không ngừng, các cơ quan báo chí quân đội vẫn sẽ tiếp tục sứ mệnh của mình, đó là góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và lan tỏa nhiều hơn nữa những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống. Tiếp theo trong bản tin, Bộ đội Biên phòng tập huấn luật quốc phòng năm 2018. Hiện các hoạt động diễn tập huấn luyện và hỏi kinh nghiệm đang được các thành viên Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 2 tích cực triển khai.
Bộ đội Biên phòng đã tổ chức hội nghị tập huấn toàn lực lượng về luật quốc phòng 2018 làm cơ sở để tổ chức thực hiện. Tại buổi tập huấn trực tuyến này, các đơn vị sẽ được giới thiệu các chuyên đề như nội dung cơ bản của luật quốc phòng năm 2018, các nghị định về phòng thủ dân sự, phòng thủ quân khu và khu vực phòng thủ, tình trạng khẩn cấp, thiết quân luật giới nghiêm, về kết hợp quốc phòng với kinh tế xã hội và kinh tế xã hội với quốc phòng, thực hiện động viên quốc phòng. Luật quốc phòng năm 2018 gồm 7 chương, 40 điều, có phạm vi điều chỉnh rộng, tác động đến mọi mặt của đời sống xã hội, đặc biệt có nhiều quy định về thể chế, đầy đủ đường lối, quan điểm mới của Đảng và cụ thể hóa Hiến pháp năm 2013 liên quan đến quốc phòng an ninh, bảo vệ Tổ quốc. Thông qua tập huấn giúp lực lượng Bộ đội Biên phòng nắm chắc các nội dung cơ bản, nhất là những điểm mới của luật quốc phòng và nghị định quy định chi tiết thi hành luật, từ đó làm cơ sở để triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả. Hôm nay, Viện Chiến lược Quốc phòng phối hợp với Đoàn 871 Tổng cục Chính trị tổ chức lễ khai giảng lớp tập huấn nghiên cứu chiến lược quân sự Quốc Bộ Quốc phòng Lào khóa 4. Trong một tháng, các cán bộ Quân đội Nhân dân Lào sẽ được nghiên cứu lý luận và trao đổi các vấn đề chiến lược trong lĩnh vực quốc phòng quân sự của một số đơn vị thuộc quân khu 3. Các đồng chí cán bộ nghiên cứu của Viện Chiến lược Quốc phòng sẽ trực tiếp lên lớp hướng dẫn các đồng chí học viên những nội dung thiết thực với nhiệm vụ nghiên cứu chiến lược quốc phòng, chiến lược quân sự. Lớp tập huấn nhằm bồi dưỡng, nâng cao trình độ và phương pháp nghiên cứu chiến lược quốc phòng, chiến lược quân sự cho các học viên, đồng thời cũng là dịp để các học viên nghiên cứu, học tập, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với cán bộ giảng viên của Viện Chiến lược Quốc phòng Việt Nam, tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt, hợp tác nhiều mặt giữa quân đội và nhân dân hai nước. Chỉ vài tháng nữa, Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 2 của Quân đội Nhân dân Việt Nam sẽ lên đường thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ Nam Sudan thay thế cho Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 1. Các hoạt động diễn tập, huấn luyện và học hỏi kinh nghiệm đang được các thành viên Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 2 tích cực triển khai. Một khóa huấn luyện tổng hợp các kỹ năng vừa được khai mạc vào chiều ngày hôm nay tại Sư đoàn Bộ binh 301, Bộ Tư lệnh Thủ đô. Sau thời gian trau dồi kinh nghiệm từ những bài học lý thuyết, Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 2 đang bước vào giai đoạn thực hành xử lý các tình huống sát với thực tế tại Phái bộ Nam Sudan. Trong 2 tuần tới, các thành viên Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 2 sẽ được các chuyên gia nước ngoài có bề dày kinh nghiệm tại thực địa hướng dẫn thực hành xử lý tình huống liên quan đến triển khai Bệnh viện Dã chiến theo quy chuẩn của Liên Hợp Quốc, huấn luyện và tập bài xử lý các tình huống về công tác hậu cần kỹ thuật cùng các hoạt động thường xuyên của Bệnh viện Dã chiến tại Phái bộ, như công tác báo cáo, xử lý các tình huống đảm bảo an ninh, an toàn. Bên cạnh đó sẽ là các tình huống chuyên môn về y tế, như tiếp nhận, xử lý hồ sơ y tế, điều trị các loại bệnh dịch thường gặp, cấp cứu, chuyển tuyến bệnh nhân, xử lý các tình huống thương vong hàng loạt. Tham gia giảng dạy, hỗ trợ đánh giá và quan sát huấn luyện là 17 chuyên gia đến từ Vương quốc Anh, Hoa Kỳ và Australia. Khóa huấn luyện tổng hợp do Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam, Sư đoàn Bộ binh 301 thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô, Học viện Quân y và các văn phòng tùy viên Vương quốc Anh, Hoa Kỳ, Australia phối hợp tổ chức. Bộ đội Biên phòng Bình Thuận phối hợp với Ban tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Thuận chiều nay đã tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho hơn 200 đại biểu là các chủ thuyền, thuyền trưởng, tổ thuyền đoàn kết, tổ tự quản về an ninh trật tự của các xã phường trên địa bàn thị xã La Di. Tại buổi tuyên truyền, các đơn vị đã chia sẻ thông tin về hoạt động khai thác hải sản của một số ngư dân trong tỉnh Bình Thuận vi phạm vùng biển nước ngoài thời gian qua và các chế tài xử phạt của các nước cũng như chính phủ Việt Nam đối với các hành vi này. Các báo cáo viên cũng tập trung tuyên truyền về luật phòng chống bạo lực gia đình, tình trạng xâm hại phụ nữ, trẻ em hiện nay, các phòng tránh, xử lý, tố cáo khi bị xâm hại, bạo hành nhằm hưởng ứng tháng hành động quốc gia phòng chống bạo lực gia đình năm 2019. Sáng nay tại thôn Muồng Cháu, xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, Ban Công đoàn Quốc phòng, Ban Phụ nữ Quân đội và một số đơn vị quân đội đã tổ chức tặng sổ tiết kiệm và nhiều đồ dùng sinh hoạt cho ba trẻ mồ côi. Cách đây không lâu, chị Lê Thị Tĩnh, công nhân của công ty 75, binh đoàn 15 bị tai nạn và không may qua đời, đã để lại ba cháu nhỏ mồ côi này. Chồng chị là anh Nguyễn Văn Cường, cũng là công nhân công ty 75, mắc bệnh hiểm nghèo và qua đời cách đây hơn một năm. Biết được hoàn cảnh khó khăn đó, Ban Công đoàn Quốc phòng đã tặng sổ tiết kiệm với trị giá 135 triệu đồng do các đoàn viên công đoàn cơ sở ủng hộ chỉ sau một tuần phát động. Ban Phụ nữ Quân đội tặng 50 triệu đồng và Học viện Chính trị tặng đồ dùng sinh hoạt trị giá trên 30 triệu đồng. Đây là hoạt động có ý nghĩa mang tính nhân văn, thể hiện sự quan tâm chăm lo, giúp đỡ các cháu vơi bớt khó khăn để ổn định cuộc sống.
các nội dung sẽ có trong phần tiếp theo của bản tin. Kiểm tra công tác chuẩn bị thi Trung học phổ thông quốc gia 2019 tại Hà Giang. Hiện tình trạng kẹt xe đang ngày càng trở nên trầm trọng ở phía Nam thành phố Hồ Chí Minh bởi nhiều dự án làm cầu, mở rộng cầu để giải tỏa áp lực giao thông từ khu vực phía Nam lưu thông vào trung tâm thành phố vẫn đang rất chậm trễ. Tòa án Nhân dân tỉnh Hòa Bình sáng nay đã tuyên án các bị cáo trong vụ án. Công tác đưa đề thi, bảo quản đề thi, bài thi được triển khai đúng quy định, có camera giám sát, bố trí công an bảo vệ 24/24 giờ. Người dân ở khu vực phía Nam thành phố Hồ Chí Minh hiện đang ngán ngẩm bởi cảnh tượng mỗi sáng bước ra đường là kẹt xe, chưa kẹt xe, chiều đi làm về cũng lại kẹt xe. Tình trạng này đang ngày càng trở nên trầm trọng bởi nhiều dự án làm cầu, mở rộng cầu để giải tỏa áp lực giao thông từ khu vực phía Nam lưu thông vào trung tâm thành phố vẫn đang rất chậm trễ. Ghi nhận của nhóm phóng viên Quốc phòng Việt Nam. Đông đúc, chật chội, lấn làn đường và leo lên lề. Đây là những hình ảnh dễ dàng bắt gặp tại khu vực cầu Kênh Tẻ, hướng lưu thông từ quận 7 về trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Đoạn cầu chưa tới 1 km, nhưng có khi phải mất cả tiếng đồng hồ mới đi qua. Rất là khó chịu khi mà cây cầu thì nó rất là hẹp, mà lượng xe cộ thì rất là đông, nên là mình đi qua thì nó hơi khó di chuyển và hơi bị chậm chạp với tiến độ công việc của mình, nên là mình thấy nó cũng bất ổn về cây cầu này. Và cũng thường xảy ra những tai nạn trên cây cầu sáng với buổi chiều á, và tính ra là cực hình luôn. Hay chở đồ lạnh, nếu mà kẹt kiểu này thì đầu còn cờn nữa thì bảo quản hàng nó không có được, nên bắt buộc phải chạy đường vòng cho nó nhanh. Để giải tỏa áp lực giao thông, cầu Kênh Tẻ được nâng cấp, mở rộng. Nhưng vì tiến độ chậm trễ nên các phương tiện lưu thông qua đây lại càng gặp khó khăn. Tương tự, công trình nâng cấp cầu chữ Y nối từ quận 5 qua quận 8 kéo dài suốt một năm nay nhưng vẫn còn rất dở dang. Điều đáng nói, mặc dù vào giờ hành chính tại dự án này vẫn không có công nhân nào thi công. Từng mong mỏi có cây cầu mới để tránh được kẹt xe, làm ăn buôn bán thuận lợi. Nhưng với tình hình hiện tại, nhiều người dân không khỏi ngao ngán. Nếu cây cầu mới mở rộng ra thì càng tốt, mà thấy chắc không mở, không có điểm mở quá. Theo tôi nghĩ là không có điểm mở rồi. Tại tôi ở đây năm nay tôi 60 tuổi thì thấy điểm mở này chắc em thấy rồi. Có thể thì giảm được chút xíu, giảm kẹt xe chút xíu thôi chứ không giảm nhiều. Tại mật độ mà bên quận 8 này là bây giờ dân ra rất nhiều, tại vì giá đất nó còn rẻ này nọ khác. Tương đối là dù mà vài chục triệu một mét vuông thì người ta ở ngoài nó vô nhiều. Theo Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, dự kiến tháng 7 này, dự án mở rộng cầu chữ Y và cầu Kênh Tẻ sẽ hoàn thành để phục vụ việc đi lại của người dân. Nhưng xem ra với hiện trạng ngổn ngang như thế này, kế hoạch sẽ khó có thể đạt được. Mong mỏi của người dân lưu thông thường xuyên qua khu vực này là trong những giờ cao điểm nên có lực lượng chức năng phân luồng tuyến và các công trình mở rộng cầu phải đảm bảo tiến độ. Mong là những giờ cao điểm á thì là sẽ cấm những cái xe tải và xe khách bắt đầu đi làng nào đúng làng đó thì nó đỡ hơn. Có cầu Kênh Tẻ 2 càng tốt, còn không thì kiếm cái điểm nào mà xây bên quận 4 qua cầu Kênh Tẻ 2 cho nó thông thương cái cầu, cho nó dân nó đỡ khổ. Tới giờ này 10 giờ 9 giờ mấy là chưa phải giờ cao điểm đâu mà bị kẹt hoài. Những cây cầu hiện hữu đang quá nhỏ bé trước nhu cầu lưu thông khổng lồ của khu vực phía Nam thành phố Hồ Chí Minh. Để chia lửa cho giao thông khu vực này, thành phố Hồ Chí Minh đã có những dự án mở rộng đường và cầu như dự án cầu Nguyễn Khoái, cầu Kênh Tẻ 2 hay cầu Dây Văng Thủ Thiêm 4. Tuy nhiên, những dự án này cái thì chưa khởi công, cái vẫn ở giai đoạn nghiên cứu. Hiện nay, tình trạng khai hoang lấn biển ở vùng đệm trên vịnh Hạ Long ngày càng mở rộng. Các hoạt động lấn biển chủ yếu tập trung vào mở rộng đô thị, khu du lịch và các dự án đầu tư khác như cảng biển, nhà máy, các khu công nghiệp đã làm mất đi nhiều giá trị của biển. Thống kê từ năm 2005 đến năm 2012, tại khu vực Hạ Long, Cẩm Phả có 21 dự án lấn biển và 17 dự án đổ bùn thải đã triển khai. Vân Đồn có 4 dự án. Hậu quả khiến lượng trầm tích dưới đáy biển bị bồi lắng, nước biển bị đục. Các chuyên gia, các nhà khoa học kiến nghị, việc tái xác định địa giới vùng đệm của di sản Vịnh Hạ Long hiện nay là vấn đề cấp bách và bức thiết. Tỉnh Quảng Ninh cần sớm có chiến lược phát triển du lịch bền vững và người dân địa phương cần được hưởng lợi từ di sản để cùng chung tay bảo vệ. Các nội dung sẽ có trong phần tiếp theo của bản tin.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cam kết sẽ hợp tác chặt chẽ với Triều Tiên trước thềm chuyến thăm Bình Nhưỡng. Duma Quốc gia Nga thông qua dự luật ngừng thực thi Hiệp định INF. Trung Quốc sẽ hợp tác chặt chẽ với Triều Tiên nhằm thúc đẩy các cuộc đàm phán hiện đang đình trệ giữa Bình Nhưỡng và Washington. Đây là cam kết được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình được đưa ra ngày 19 tháng 6, ngay trước thềm chuyến thăm cấp nhà nước của ông tới Bình Nhưỡng, một động thái thể hiện quan hệ song phương gần gũi của hai nước. Trả lời tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định Trung Quốc sẽ tích cực đóng góp cho sự hòa bình, ổn định, phát triển và thịnh vượng trong khu vực bằng cách tăng cường liên lạc và phối hợp với Triều Tiên cũng như các bên liên quan khác nhằm đạt được tiến bộ trong các cuộc đàm phán về tình hình bán đảo Triều Tiên. Phía Trung Quốc bày tỏ sự ủng hộ đối với Triều Tiên trong việc tiếp cận đúng đắn các giải pháp chính trị liên quan đến bán đảo Triều Tiên và cố gắng giải quyết các vấn đề liên quan một cách hợp lý thông qua đối thoại. Trước đó, Triều Tiên và Trung Quốc đã cùng thông báo về việc Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ có chuyến thăm cấp nhà nước tới Triều Tiên, theo lời mời của Chủ tịch Kim Jong-un. Chuyến thăm dự kiến kéo dài trong 2 ngày 20 và 21 tháng 6 và là chuyến thăm đầu tiên của một Tổng bí thư Chủ tịch Trung Quốc tới Triều Tiên trong 14 năm qua. Ngày 18 tháng 6, Duma Quốc gia, tức Hạ viện Nga, đã bỏ phiếu thông qua dự luật do Tổng thống Vladimir Putin đệ trình. Theo đó, Nga sẽ chấm dứt việc tuân thủ Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung INF. Tổng cộng đã có 417 nghị sĩ Nga bỏ phiếu ủng hộ dự luật này, chỉ có một người vắng mặt. Theo dự luật, Nga sẽ ngừng tuân thủ bản Hiệp ước INF nhưng có thể khôi phục tùy theo quyết định của Tổng thống. Sau khi được thông qua tại Hạ viện, dự luật này sẽ được đệ trình tại Hội đồng Liên bang, tức Thượng viện Nga, sau đó được Tổng thống Putin ký mới chính thức có hiệu lực. Trả lời báo giới sau cuộc bỏ phiếu, Chủ tịch Duma Vyacheslav Volodin cho biết quyết định thông qua dự luật dựa trên nhu cầu bảo vệ các lợi ích quốc gia trong bối cảnh Hoa Kỳ đã đơn phương dừng tuân thủ Hiệp ước INF và khiến hệ thống an ninh toàn cầu gặp nguy hiểm. Hiệp ước INF được Liên Xô trước đây và Hoa Kỳ ký kết năm 1987. Hiệp ước này bao gồm các điều khoản về kiểm soát việc triển khai và không triển khai các tên lửa tầm ngắn từ 500 tới 1.000 km và tên lửa tầm trung từ 1.000 tới 5.500 km bắn từ mặt đất. Trong những năm vừa qua, Hoa Kỳ và Nga đã nhiều lần cáo buộc phía bên kia vi phạm các điều khoản của Hiệp ước. Hôm qua 18 tháng 6, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã khởi động chiến dịch vận động tái tranh cử Tổng thống năm 2020 tại một sân vận động của thành phố Orlando, bang Florida. Sự kiện này đã thu hút sự tham gia của 20.000 người ủng hộ đương kim Tổng thống. Phát biểu trước đám đông người ủng hộ, Tổng thống Trump đã ca ngợi những thành tựu của nền kinh tế Hoa Kỳ, đồng thời cam kết tiếp tục tạo dựng nền tảng để xây dựng nước Hoa Kỳ lớn mạnh hơn nữa. Ngoài ra, Tổng thống Trump cũng lên tiếng chỉ trích Đảng Dân Chủ muốn chia rẽ đất nước. Trước sự kiện này, ông Trump cũng đưa ra một loạt những tuyên bố thể hiện quan điểm ủng hộ chủ nghĩa dân tộc và dân túy của mình. Trong khi vấn đề người di cư có thể tiếp tục là trọng tâm chính trong chính sách vận động tranh cử của ông, quyết định khởi động chiến dịch tranh cử tại bang Florida của ông Trump cũng cho thấy vai trò quan trọng của bang này trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2020. Giới quan sát nhận định, cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ 2020 sẽ rất gay cấn. Theo kết quả cuộc thăm dò, ông Joe Biden, một trong 14 ứng cử viên tiềm năng của Đảng Dân Chủ, đang tạm chiếm ưu thế trước ông Trump với tỷ lệ ủng hộ 50%, 41%. Ngày hôm nay 18 tháng 6, mạng xã hội lớn nhất hành tinh Facebook cùng các đối tác đã chính thức giới thiệu đồng tiền số mang tên gọi Libra. Trước đó một ngày, đồng Bitcoin đã tăng vượt mốc 9.000 đô la Mỹ. Động thái khiến các nhà đầu tư thêm lạc quan khi tiền ảo đang ngày càng được ứng dụng rộng rãi. Đồng Libra sẽ được quản lý bởi một cơ quan điều hành chung và được hỗ trợ bởi các tài sản có tính ổn định cao. Người dùng có thể dùng Libra thông qua ví điện tử Calibra dưới dạng ứng dụng trên iPhone, Android hoặc có thể tích hợp vào các ứng dụng như WhatsApp hay Messenger. Vài năm trở lại đây, Facebook bắt đầu cho ra mắt các tính năng cho phép người dùng chuyển tiền, thanh toán với các đơn vị bán lẻ và thậm chí bán những món đồ cũ của mình. Nếu Facebook và các đối tác có thể thuyết phục người dùng chấp nhận Libra, mạng xã hội này có thể có thêm người dùng, giữ họ trực tuyến lâu hơn và sinh ra lợi nhuận bên ngoài nguồn thu từ quảng cáo.
Anh cần rời Liên minh châu Âu EU vào đúng thời hạn đã đặt ra là vào ngày 31 tháng 10 năm nay, nếu không London sẽ đánh mất uy tín của mình trên trường quốc tế. Tuyên bố trên vừa được ứng cử viên chức Thủ tướng Anh Boris Johnson đưa ra trong buổi tranh luận trên truyền hình với 4 đối thủ còn lại. Tại buổi tranh luận, ông Johnson tái khẳng định cam kết đưa nước Anh rời khỏi EU đúng thời hạn và để làm được điều đó, nước này cần chuẩn bị cho một sự ra đi không thỏa thuận và tập trung cho các thỏa thuận thương mại mới. Chúng ta bắt buộc phải rời EU vào ngày 31 tháng 10 và điều này hoàn toàn khả thi. Nước Anh đã đi được 1/3 đoạn đường để tiến tới Brexit mà EU đưa ra thời hạn vào tháng 4 vừa rồi. Vào thời điểm nước Anh có thủ tướng mới, sẽ chỉ còn 3 tháng nữa là đến thời hạn Anh rời EU. Điều này được cho là hầu như không đủ thời gian để tân thủ tướng tiến hành mở lại đàm phán thỏa thuận đã được người tiền nhiệm Theresa May nhất trí với EU trước đó. Triều Tiên được xem là một quốc gia bí ẩn nhất thế giới. Vì vậy mà nhiều người rất tò mò không biết là người dân Triều Tiên có những hoạt động vui chơi, giải trí như thế nào. Mời quý khán giả và các đồng chí cùng tìm hiểu qua phóng sự sau đây. Tại Bình Nhưỡng, có một khu vui chơi giải trí rất được yêu thích, đó là công viên thanh niên Kaesun. Nơi đây không chỉ thu hút người dân Bình Nhưỡng, mà còn nhiều người từ các địa phương khác. Được xây dựng vào năm 1984, công viên thanh niên Kaesun đã trải qua quá trình đổi mới và mở rộng liên tục trong 35 năm qua. Với diện tích khoảng 40 hectare, công viên này có 9 trò chơi giải trí, bao gồm tàu lượn siêu tốc, tàu cướp biển. Dòng người đổ về công viên đông đúc hơn vào mỗi tối khi ánh đèn neon đầy màu sắc làm cho cảnh đêm công viên trở nên lung linh hơn. Tôi chưa bao giờ đi máy bay. Khi ngồi trên con tàu cướp biển, tôi thấy như mình đang bay trên bầu trời. Đây là lần đầu tiên tôi đến Bình Nhưỡng và tới chơi công viên này. Tôi rất thích. Công viên thanh niên Kaesun đón trung bình 5.000 khách mỗi ngày và con số này có thể vượt quá 10.000 trong các ngày lễ. Giá vé vào cửa là 3.000 won, tương đương khoảng 60.000 Việt Nam đồng. Bản tin thời sự 20 giờ của kênh truyền hình quốc phòng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý khán giả và các đồng chí đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.